Mình cứ lấy ảnh ra đi. Xem chất lượng ảnh. Được này béo quét. Hai cái. Anh được, anh mình thấy chất lượng ảnh ra sao ạ? Vâng, máy được nhập khẩu ở công ty THN. Anh thấy chất lượng tuyệt không ạ? Đẹp hơn của IMV không anh? Anh mình đại diện Fuji Film Việt Nam. So sánh thế nào? Anh xem đi. Đủ 5 tờ chưa?